Xin chào tất cả các bạn, hiện trên tay mình đang là một chiếc máy ghi âm của Sony với cái mã hiệu là IDC, xin lỗi các bạn là ICD PS440. Thì đây là một trong những mẫu máy ghi âm gọi là rẻ nhất tại cửa hàng chính hãng tại Mai Nguyên. Thì các bạn có thể vào website của Mai Nguyên để xem thêm những mẫu khác nếu cho chúng ta có cái nhu cầu cao hơn. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp cái mẫu máy ghi âm này để các bạn xem cái kết cấu bên trong nó bao gồm những gì và nó có thể làm được gì cho cuộc sống của chúng ta. Thì hiện nay hầu hết các smartphone đều có hoặc là hỗ trợ cho chúng ta cái việc là chúng ta tải những phần mềm ghi âm về để chúng ta ghi âm những cuộc hội thoại hay là khi mà chúng ta cần chúng ta có thể ghi âm lại bài giảng của thầy cô trong trường. Nhưng mà thật sự thì đó chỉ là những cái công cụ gọi là nó tạm thời thôi, chưa gọi là cái gì đó gọi là chuyên nghiệp cả. Thì với những cái chiếc máy ghi âm của Sony, họ bán ra những chiếc máy này với cái chất lượng cũng như cái khả năng thu rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp và giới thiệu cho các bạn về một trong những chiếc máy thuộc dạng là rẻ nhất ở Mai Nguyên hiện nay với mức giá là khoảng gần 2 triệu đồng, là 1.990.000. Thì chiếc máy ghi âm Sony có tên mã là PS440 thì có cái bộ nhớ trong chuẩn của máy là 4GB và chúng ta có thể hỗ trợ thêm qua cái khe cắm thẻ nhớ ngoài với hai dạng thẻ, đó là M2, cái dạng thẻ cũ của Sony, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái đầu micro USB, sau đó các bạn là micro SD để chúng ta có thể sử dụng kèm theo. Thì với cái chiếc máy ghi âm này, Sony trang bị cho nó một số những cái công nghệ. Như đây chúng ta có stereo microphone, là có cái chất lượng đầu thu vào với âm thanh stereo. Direct USB connection, chúng ta có thể cắm trực tiếp vào máy tính và lấy cái file ra, không có cần qua bất kỳ một cái dây hay là một cái kết nối nào khác nữa. Ngoài ra còn có thêm những công nghệ như là Scene Select và có cái công nghệ đó là Intelligent Noise Cut Playback, thì chúng ta có thể bỏ đi cái phần tiếng ồn xung quanh để tập trung vào trong cái môi trường mà chúng ta cần ghi âm mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể lựa chọn theo những cái cấu hình khác nhau, như là tiếng ngoài các bạn trong phòng họp hay là trong những cái buổi tiệc lớn mà chúng ta cần ghi âm lại, chúng ta có thể sử dụng và chọn một cái hoàn cảnh khác nhau. Đây, ở phía sau thì chúng ta có những cái thông tin thêm của chiếc máy ghi âm này với cái công nghệ Clear Recording by Stereo Midphone, tức là chúng ta có thể thu âm được với hai kênh trái và phải. Ở đây thì Sony còn cung cấp thêm một số những cái thông tin chính xác của cái chiếc máy ghi âm này. Thì giờ mình sẽ bắt đầu mình khui hộp để các bạn xem những cái phụ kiện cũng như cái hình dáng thật sự của cái chiếc máy ghi âm này nó như thế nào. Một trong những cái dạng mà chúng ta rất thường sử dụng ở những cái buổi họp hoặc là ở trường học, chúng ta có thể sử dụng để ghi lại cái lời giảng của thầy cô. Đây, ở phía bên trong thì sẽ có một số những phụ kiện mình sẽ lấy ra. Ở đây là rất là nhiều sách hướng dẫn kèm theo, có cả tiếng Việt. Ở phía trong hộp còn có thêm một cái túi nhung của Sony IC Recorder. Chúng ta còn có một số những phụ kiện khác. Ở đây thì mình có một sợi dây. Đây là một cái sợi dây microphone để chúng ta có thể sử dụng và gắn vào nghe. Đây, chúng ta có chiếc máy ghi âm PS440P. Xin lỗi các bạn là 440. Và kèm theo đó là hai viên pin mà nhà sản xuất kèm theo cho chúng ta để chúng ta sử dụng ngay khi mà chúng ta mở hộp cái sản phẩm này ra. Hai viên pin này là của Sony sản xuất. Đây, nó được đóng liền như thế này. Và như vậy, đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc máy ghi âm Sony PX440 với mức giá 1.990.000 trên cửa hàng chính hãng tại Mai Nguyên. Trên tay mình hiện nay đang là chiếc máy ghi âm Sony PX440. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu trước về cái ngoại hình của nó để các bạn có thể rõ thêm. Thì phía bằng mặt trước thì chúng ta sẽ có một số những cái chi tiết. Như đây là logo của Sony, một cái phần màn hình tương đối là nhỏ với cái hiển thị trắng đen. Ngoài ra còn có thêm một số những nút chức năng mà chúng ta rất là thường sử dụng với những cái dạng máy ghi âm. Như đây nút stop, nút dừng hoặc là ghi âm. Và có thêm một cái tùy chọn, đó là những cái phím để chúng ta di chuyển trong cái phần menu. Ngoài ra thì ở dưới còn có thêm menu, TMAC và cái folder. Chúng ta có thể lựa chọn theo từng cái mục riêng mà chúng ta cần. Cuối cùng thì ở phía dưới của phần mặt trước là một cái phần loa ngoài mà chúng ta có thể mở trực tiếp ở trên cái máy ghi âm và chúng ta phát qua loa ngoài để chúng ta nghe. Ở phần mặt sau thì không có gì nhiều, chỉ có những cái thông tin của cái chiếc máy ghi âm này ở phía trên và được in chìm vào phía bên trong. Ngoài ra còn có thêm một cái cổng USB, thì các bạn có thể sử dụng cái cổng USB này kết nối trực tiếp với laptop hoặc là máy tính của chúng ta, ghim vào trực tiếp và truyền file ra ngoài,
không có qua bất kỳ một cái kết nối nào khác, rất là tiện lợi. Ở mặt sau còn có thêm một cái nắp, thì cái nắp này chúng ta sẽ mở ra như thế này để bỏ hai viên pin của Sony tặng kèm. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một số những chi tiết. Ở đây thì mình có một cái cổng này gắn cái mic vào để chúng ta có thể phỏng vấn hoặc là ghi âm. Ngoài ra còn có thêm một cái cổng tai nghe 3.5 để chúng ta sử dụng cái microphone lúc đầu mình có giới thiệu để chúng ta nghe. Hai bên các bạn có thấy là có hai cái mic ghi âm trái phải để chúng ta có thể ghi âm được với chất lượng âm thanh stereo. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một số những cái chi tiết, như đây là hai cái chỉ dẫn về hai cái chuẩn thể nhớ kèm theo sử dụng được trên cái máy ghi âm này là M2 và micro SD. Đây, chúng ta sẽ mở cái nắp này ra như thế này. Thì chúng ta sẽ có một cái cổng, một cái khe để chúng ta có thể nhét cái thẻ nhớ vào đây. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số những cái chi tiết khác, như ở đây là một cái phím để chúng ta có thể lặp, repeat lại, erase, chúng ta xóa đi cái đoạn ghi âm đó, hoặc là cái tăng giảm volume. Ở phía dưới thì như mình giới thiệu chỉ có một cái cổng để chúng ta có thể mở cái đầu USB ra và kết nối trực tiếp với máy tính. Ở bên góc này thì còn có thêm một cái lỗ xỏ để chúng ta có thể xỏ cái dây đeo tay vào cầm cái máy ghi âm nó được gọn hơn. Ở bên cạnh trái thì là một số những cái nút chức năng về cái phần nguồn, như là chúng ta có cái nút hold hoặc là nút power on off. Ở đây thì còn có thêm một cái speed control để chúng ta có thể kiểm soát được cái tốc độ ghi của cái máy ghi âm. Thì nhìn chung về thiết kế, chiếc máy ghi âm Sony PX440 có cái thiết kế khá là nhỏ gọn và các bạn có thể sử dụng ngay khi mà các bạn cầm trong tay. Rất là đơn giản, chúng ta sẽ việc để tay vào và chúng ta bấm ghi âm là nó sẽ thu được cái âm thanh stereo từ cả hai kênh trái phải. Rất là tuyệt vời. Ở trong phần menu trên màn hình thì đây là một dạng màn hình trắng đen để tiết kiệm pin cho cái chiếc máy ghi âm. Thì chúng ta chỉ có một số những cái thông tin về lượng pin hay là tên của cái folder và cái thời gian mà chúng ta ghi âm. Ở dưới thì còn có thêm những cái chất lượng mà chúng ta có thể chọn, đó là MP3 192kHz. Xin lỗi các bạn rằng, xin lỗi các bạn là 192kbit một giây, hoặc là những cái dạng âm thanh khác như mình đã có giới thiệu. Thì các bạn tìm hiểu thêm cái thiết bị máy ghi âm này của Sony, các bạn có thể đến showroom 144 Võ Thị Sáu. Ở đây thì mình đang có trưng bày những cái mẫu máy ghi âm của Sony để các bạn có thể thoải mái lựa chọn và thử ngay tại trên quầy của Sony. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những video lần sau.